Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series lập trình GRPC với Go. Thì ở video trước mình đã giới thiệu cho mọi người cách để mà có thể xây dựng một cái Unary API. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu một cái API mới, đó là Server Streaming API kèm theo cái avatar tôi dưới góc. Này tôi có avatar riêng của tôi rồi đó. Đó. Rồi, Server Streaming API là gì? Thì Server Streaming API là một cái loại API mới và có HTTP2, này đó là ai cũng biết rồi. Thì nó là cái kiểu là client nó sẽ gửi lên một cái request và nhận về nhiều cái response từ server. Đấy, nghĩa là HTTP cái request bình thường đó thì một request một response, nghĩa là Unary bình thường hay là HTTP bình thường thì cái một request nó nhận về được một cái response. Thì cái kiểu server streaming API này thì một cái request mình có thể nhận được nhiều response từ server, không giới hạn cái số lần nhận response luôn, tùy server quyết định là nó sẽ gửi bao nhiêu lần, bao nhiêu cái. Và nó thích hợp khi mà server nó cần gửi một cái lượng lớn data, nghĩa là nó chia nhỏ data thành nhiều phần để mà nó có thể gửi về cho client, hoặc là ở trong trường hợp mà mình muốn server nó muốn đẩy cái data về cho client mà không cần client nó phải request thêm, hoặc là client nó không biết khi nào để nó phải request lấy cái data mới, thì server chủ động đẩy cái data mới về cho client, như là cái new feed, cái live feed của mình chẳng hạn. Khi có một cái ai đó post một cái status lên thì server nó tự động chủ động nó đẩy cái data cái status đó về cho mình để mình có thể hiển thị lên mình xem đó. Thì cảm ho sổ mũi rồi mèo. Rồi vậy thì đó chính là cái server streaming API. Thì bây giờ để mình gắn vào cái demo calculator của mình á, thì mình sẽ làm cái bài toán gọi là phân tích thừa số nguyên tố. Phân tích thừa số nguyên tố nghĩa là mình cho vào, mình input vào một cái con số và mình tìm coi tất cả những cái con số mà nhân nó lại thì ra được con số đó. Ví dụ như số 120 thì mình sẽ là 2 nhân 2 nhân 2 nhân 5 hay là gì gì kiểu kiểu vậy đó. Nghĩa là những cái con số nguyên tố mà nhân những con số nguyên tố, một dãy số nguyên tố nhân nó lại ra được con số mình nhập vào. Đó gọi là phân tích thừa số nguyên tố, thì đây là cái thuật toán của nó. Thì mình sẽ tìm cách mình implement cái thuật toán này. Rồi, thì đầu tiên trước khi mình implement được thì mình phải khai báo nó trong cái Varoto. Thì khai báo như thế nào? Đầu tiên là mình sẽ khai báo trong file Varoto như thế này ha. Write number đi composition, viết tắt cái chữ này đi mà return. Thì đặc biệt khi mà return đó mình sẽ dùng cái từ hóa là stream. Right, number decomposition response, cứ mỗi thằng mình sẽ cho nó cái một cái request, một cái response. Rồi bây giờ message cho cái request thì mình sẽ truyền vào con số in32 là number, còn cái response này là in32 result. Rồi xong, vậy là mình đã định nghĩa trong file Roto xong. Bây giờ mình sẽ thử gen ra bằng cái lệnh max của mình đó. Rồi nó báo là cái file này đã được gen này nè, đừng có sửa giùm đây hết, mình chỉ chạy bằng code gen thôi nè. Nó có cái hàm mới rồi nè, này nó có hàm mới rồi nè, cả client và server. Thì tiếp theo là mình sẽ implement ở con server của mình thôi. Thì việc làm thì cũng giống y như là cái
cái URL API của mình, là mình sẽ copy, mình sẽ implement cái interface này bằng cách là copy nó ra cho nó dễ. Và cái này là một cái stream. Cái tên nó dài quá mà, phải không? Tên nó dài quá. Enter xuống hàng để cho mọi người dễ thấy. Rồi, thì bây giờ khi mà nó request lên, nó có một cái con số, thì mình bây giờ mình implement cái thuật toán, cái giải thuật để mà mình chia cái con số đó ra. Thì giờ mình đầu tiên là mình get cái con số đó ra ha. Nó là gì ta, nó là, đặt tên nó là k đi, là bằng request chấm get number. Rồi for k ý, cái này nãy trong cái này là gì ta, n n rồi n, đặt tên nó là n n nha, n. Nếu n còn lớn hơn 1 thì rồi mình có, rồi tiếp tục, nếu n nó vẫn còn lớn hơn 1 thì sẽ lấy n, nếu n chia cho phần trăm cho k, mod cho k là chia hết cho k. Thì nếu n mà mod cho k bằng bằng 0 thì n nó bằng n chia k. Này là phải in 32 luôn nó mới hợp lệ nè. Và mình sẽ send to client cái số k này, thì mình sẽ dùng cái hàng này là stream nha. Stream mình sẽ send một cái response về cho mình sẽ send một cái response về cho thằng client bằng cái hàm send. Send một cái response về thì mình nêu cái còn ở đây. Sau là k. Còn ngược lại. Ngược lại thì mình thấy k cộng cộng rồi khi mà hết cái hàm này thì mình return nên để báo là không có lỗi gì hết, và mình sẽ log ra đây luôn.
lóc ra đây để biết cái hàm này nó đã gọi ha, ở đây để biết cái hàm này nó được gọi rồi. Giờ coi như là mình đã implement theo đúng cái giải thuật này rồi. Bây giờ mình đã implement thành công cái giải thuật này rồi, giờ mình sẽ quay lại đây. À, ngay chỗ K này mình có thể lock ra nữa. Mình in ra cái K increase to. Rồi, cái đó này mình sẽ lock ra cái số K hiện tại nó mình của mình nó đã tăng lên được tới bao nhiêu rồi. Rồi, sau khi mình code xong cái này thì mình sẽ chạy cái server của mình lên. Để xem có chạy được chưa. Rồi thì cái server của mình nó chạy rồi. Rồi bây giờ mình sẽ viết cái client để mà mình có thể test. Thì mình cũng làm bây giờ cái hàm sum kia là mình sẽ con write number decomposition ha. Vậy đi chứ chưa viết cái tên dài quá chịu không nổi. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ xem thử coi là cái hàm mà write number decomposition đó này nó sẽ trả gì cho mình. À, cái gì nè thì bây giờ mình sẽ các bạn xem bên đây nè, đưa một cái context vào một cái request, sau đó thì nó sẽ trả cho mình một cái stream và một cái arrow. Nhà mình đầu tiên là mấy context thì mình cũng là context background thôi. Request thì mình đây mình viết tắt luôn đi. Number ở đây mình sẽ truyền vào con số demo giống như nãy là con số 120 và nó sẽ trả vào cái stream vào cái euro. Rồi thì cái euro ở đây đó thì mình phải kiểm tra nó khác io chấm NF file. Mình kiểm tra cái này để mình biết là ok khi mà thằng server nó nó cái arrow này mà nếu mà nó bằng cái NF file á, có nghĩa là server nó đã gửi cho mình hết rồi, nghĩa là nó kết thúc rồi. Vậy thì mình sẽ lock ra là server finish streaming đó. Khi mà nó server nó ngừng nó gửi cho thì mình sẽ nhận được cái arrow gọi là cái io nf file. Thì nếu như mà cái là cái này thì mình sẽ lock ra và mình return nè. Mình ngừng, mình không chạy nữa. Ngược lại mà nếu cái arrow nó là cái arrow gì khác á, thì mình sẽ lock. Lock panic nha, mình lock phantom cũng được ha, nếu mình muốn lock cái nào cũng được hết, lock phantom đi. Thì gọi cái hàm này nó bị euro và mình đưa cái euro mình vào đây. Thì cái lock phantom này nó đã bao gồm cái hàm exit rồi, mình không cần phải return nữa ha. Rồi giờ tới cái phần hay nè, nghĩa là cái bây giờ các bạn sẽ xem thử thằng stream này nó bắt đầu bây giờ nó có cái hàm gọi là receive. Cái hàm receive này nó nhận về một cái response và một cái arrow. Nhưng mà tại vì á, thằng server của mình á, nó sẽ gửi về
nhiều lần chứ không phải một lần. Cho nên ở đây mình sẽ sử dụng cái dòng for. Đó, mình sẽ sử dụng cái dòng for. Cái hay nó là chỗ đó đó. Đó. Và mình sẽ gọi cái hàm receive. Thì các bạn đừng có này, mình để cái tách biệt thì mình đã gọi là receive server, receive row ha. Thì các bạn đừng có sợ cái dòng for này thì nó lập lập là vĩnh viễn thì đúng rồi. Đấy. Nhưng mà sorry các bạn. À, cái trên đây là cái con connect, cái network thôi. Còn ở dưới này nè, dưới này khi mà bạn gọi receive nè thì các bạn mới nhận được cái gọi là end of file, nghĩa là kết thúc nha. Sorry. Lỗi tôi. Học dịch nó còn lộn mà. Rồi. Thì khi mà nó gọi cái hàm này á thì cái hàm này nó sẽ block ngay tại đây, nó dừng ngay tại đây. Khi nào mà server trả response về thì nó mới chạy tiếp, nên cái vòng lặp của bạn nó không có chạy liên tục đâu. Rồi bây giờ mình in cái response ra. Rồi. Random number ha. Response chấm get result đi. Đó, nghĩa là đây là mình gọi lên cái arrow này là để trong cái quá trình mà gọi lên nó bị lỗi vấn đề do cái hàm này chưa được implement hay là network có vấn đề gì đó. Còn khi mà mình nhận cái receipt này thì mình mới có cái end of file. À, bạn phân biệt hai cái arrow này nha, chứ không là bị lộn giống tôi á. Rồi bây giờ là mình sẽ là con cái này, con hàm này, tôi gọi con hàm này, tôi bỏ hàm này đi và mình cũng lóc ra đây là tôi đi gọi primary number thì commercial API. Ok, vậy thì nhìn cái code có vẻ cũng đúng. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái client của mình. Make run client. Hy vọng là đúng. Đấy, bạn thấy không? Bây giờ nó là đầu tiên là nó con API này. Run number là 2, 2, 2, 3 và 5. Đây, và bên server của mình nè, nó cũng entry to 3, 4 và 5. À, khi mà bạn nhân lại 2 x 2 x 2 là 6, 6 x 5 là 30. Đấy, đúng không? Đấy, 2 x 2 x 2 x 3 x 5. Bạn thử coi, chúng tôi tính nhẩm không ra luôn. Không phải 120 không nha. 2 x 2 x 2 x 3 x 5. Đây, thì nó chính là bằng 120 là chuẩn rồi các bạn. Rồi, nhưng mà cái cảm giác là nó nhanh quá đúng không? Mình không có cảm giác là server nó trả về từ từ. Thì bây giờ ngay server mình á, ngay khi mà nó trả response về, mình cho nó sleep os.sleep. Nó là cái gì chấm sleep ta, xin lỗi nha, chờ tôi Google cái nha. Go sleep. À, tem.sleep.
Tôi cho nó sleep khoảng 500 ms. Khoảng nửa giây. Cứ nó gửi về mà cái là tôi sẽ cho nó cho nó nghỉ nửa giây xong rồi nó mới gọi tiếp. Rồi bây giờ chạy con server lại. Rồi server nó đã chạy rồi. Giờ mình chạy lại thằng Lam. Cho thấy. Đó. Nó bây giờ cái reward thấy mà các bạn thấy nó trả về từ 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 từ, ví dụ như đây tôi cho nó là 1 giây nó mới trả về 1 lần thì các bạn sẽ thấy rõ cái sự mà gọi là streaming của nó, nghĩa là nó trả về từ 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 từ. Đó, các bạn thấy không? Nó đi rất là chậm rãi và nó khi mà thằng server nó return in thì ở đây mình sẽ nhận được cái end of file và log ra là server nó đã kết thúc cái streaming. Đó, và đây là tất cả những cái gì gọi là server streaming API mình đã giới thiệu cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.